Dạ rồi, xin chào các anh chị ngày hôm nay đã tham gia buổi về ClickFunnels của anh Dandy Châu. Thì tiếp theo những cái buổi về Private Label thì anh Dandy Châu hôm nay sẽ giới thiệu công cụ ClickFunnels là một công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả bán hàng ở trên Amazon. Thì sau đây xin mời anh Dandy bắt đầu. Ok, hello, thank you An. Ok, hello mọi người. Hôm nay để tiếp nối theo vấn đề bán hàng trên Amazon thì bên đây sẽ giới thiệu một cái phần mềm hay gọi là một cái platform online gọi là ClickFunnels. Và bên đây sẽ giới thiệu cho mọi người biết ClickFunnels là gì, và vấn đề thứ hai là ClickFunnels sẽ giúp cho kênh bán hàng trên Amazon và những kênh khác nó như thế nào ha. Rồi thì bây giờ vấn đề sẽ vô bài. Ok, ClickFunnels là gì? Thì ClickFunnels á, là một phần mềm platform mà cloud giúp bạn tạo ra nhiều landing page khác nhau và sâu kết thành một cái phiểu bán hàng, giúp người mua bỏ ra nhiều tiền hơn để hoàn thành một đơn hàng. Đó, thì ví dụ như là bây giờ để mình nói các bạn nghe. Khi các bạn vô một cái website đúng không? Để giờ mình đi nói thí dụ một cái website đi. Bây giờ Ok, thì giờ các bạn vô website này. Ok, thì khi các bạn thấy cái website này là website nó làm bằng Shopify. Thì khi các bạn thấy á, cái trang này á là nó cái Shopify á là nó chỉ hiện ra những cái sản phẩm và giá tiền ha. Để mình nói ra nó cũng giới thiệu mọi thứ, nhưng mà nó sẽ giới thiệu từng sản phẩm. Và khi mình click vô một sản phẩm như vậy, mình mua một món nào đó rồi mình để vô kho, thì khi mình đi tới đây thì các bạn sẽ thấy là cái đây nó chỉ ra được một sản phẩm mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái dạng Shopify này á, là cái dạng mà người ta vô, người ta mua, người ta ví dụ như các bạn giới thiệu một cái trang như vậy, thì khi người ta vô, người ta sẽ coi một trang này, sau đó người ta sẽ coi từng sản phẩm, người ta sẽ coi từng sản phẩm và sau đó người ta sẽ chọn một sản phẩm trong cái trang này. Hoặc là nếu người ta không thích, người ta phải bắt buộc phải qua một cái landing page khác đó. Thì mỗi cái này gọi là mỗi cái landing mỗi 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 cái này là mỗi cái landing page nè, mình nói không biết không, các bạn hiểu không? Nghĩa là cái này là một cái landing page nè, thì các bạn vô cái này là một cái landing page khác. Thì khi một cái website nó mà mới quá mới như vậy, mà khách hàng bạn muốn khách hàng vô á, mà khách hàng vô từng trang như vậy để kiếm sản phẩm của bạn, để cuối cùng khách hàng check out ra để mà mua món hàng á, là cái chuyện thường thường không bao giờ xảy ra đối với những website mới ha. Mình nói lại nha, khi các bạn vô một cái website hoàn toàn lạ mà các bạn nhìn vô như vậy, các bạn nội chỉ cần một cái trang này thôi á, các bạn coi như vậy á, chưa chắc là các bạn kéo xuống hết để các bạn coi. Chưa kể các bạn qua một cái trang khác, khi các bạn qua một cái trang khác là gọi là một cái landing page. Mỗi cái vô cái main nè, khi bạn click vô main là bạn vô một cái landing page, bạn vô của mình một cái landing page. Và khi mà các bạn như vô như vậy á, để các bạn chọn một sản phẩm, thì đối với những khách hàng á, theo thống kê những khách hàng á, họ không có thời gian để mà họ vô từng trang con của website của các bạn tạo bằng Shopify, để rồi vô đây họ mua một cái như vậy rồi để họ vô check out rồi họ tính tiền. Thì nếu vậy các bạn có thấy nãy giờ quá trình này nó xảy ra rất là lâu,
và có thể là nhiều dân sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng này nếu như mà đây là một cái trang không nổi tiếng hoặc là một trang website hoàn toàn mới, thì khách hàng nó không bao giờ nó có thời gian nó làm như vậy. Đó là lý do vì sao mà cái landing page nó ra đời, nó click funnel ra đời. Click funnel ra đời là một click funnel, nghĩa là nó chỉ có một cái trang duy nhất mà thôi, nó chỉ có một trang duy nhất để bán hàng, chứ nó không có nhiều trang như là đó. Đó, bên đây sẽ lấy một cái trang này, ví dụ các bạn lý do trang này. Đây, cái trang này gọi là cái trang click funnel, nghĩa là các bạn sẽ thấy là trang này nó sẽ đi rất là nhiều trang, và các bạn sẽ thấy rằng là cái checkout nó ngay đây luôn, hiểu không? Các bạn hiểu không? Nghĩa là cái trang click funnel nghĩa là một cái trang mà nó sẽ tóm gọn tất cả nội dung trong một trang, trong đó nó có những phần nhiều thứ nội dung về video, về hình ảnh và cả trang tính tiền luôn. Và nó không có nhiều trang, nó không có nhiều cái landing page, nó chỉ có một cái landing page này thôi. Các bạn thấy khác biệt chưa? Shopify nó có nhiều landing page, như bên này nói nãy là landing page của cái thằng men, landing page của thằng woman. Nhưng mà trong bên thằng ClickFunnels á là nó chỉ có một cái landing page mà thôi. Và trong landing page này á, người ta sẽ đọc tất cả những nội dung, mình sẽ đánh vào một mục tiêu duy nhất thôi, là một sản phẩm duy nhất. Đó, để mà vô đây. Và đây là trang landing page thứ nhất. Đồng thời các bạn có thể check out như vậy luôn. Thì cái sự khác biệt đó là cái sự khác biệt đầu tiên. Cái khác biệt thứ hai là landing page nó có chức năng upsell. Đây. Landing page nghĩa là khi các bạn click vô cái phần call này nè. Để mình click lại là khi bạn click vô phần order now này. Đó. Thì nó sẽ yêu cầu bạn thông tin, ví dụ như bên đây nhập thông tin của bên đây vô. Đó. Tạo một cao. Đó. Thì khi mà các bạn tính tiền ở đây á, khi bạn order liền á thì nó sẽ không có hoàn thiện, nó sẽ không có hoàn thiện cái order, mà nó sẽ tiếp tục nhảy lên một cái landing page thứ hai gọi là auto one. Auto one nghĩa là giống như một cái trang khác, mà để mà khi cái trang đó khách hàng sẽ thấy một cái sản phẩm nó có mối quan hệ với sản phẩm của landing page 1, và có nó sẽ có những cái chiêu trò marketing để mà khách hàng bắt buộc phải mua kèm theo, gọi là Việt Nam gọi là mua đậu và kèm lạc gì đó. Đồng thời như bên này nói, khi mà nó check out qua cái trang thứ hai này, nó sẽ qua một cái trang thứ khác nữa, trang thứ ba, để tiếp tục có thể một cái món nào đó nữa. Và khi đó như vậy họ sẽ, và cứ tiếp tục vậy qua một cái trang cuối cùng là thường trang thứ tư, và nó sẽ có thêm một cái discount của một sản phẩm nào đó, nó có liên hệ với sản phẩm A, sản phẩm B. Thì như vậy cuối cùng là sao, một cái order của khách hàng nó sẽ, cái doanh thu nó sẽ nhiều hơn khi mà các bạn bấm vô đây. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó chỉ có một doanh thu thôi, nó chỉ có một order thôi. Nhưng mà khi mình làm một cái lead funnel như vậy thì cái tỷ lệ người ta vô, người ta mua sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C như vậy nó sẽ rất là cao. Đó, thì cái đó bên này mới ghi là mục đích chính khi xài click funnel là giúp tạo thêm doanh thu. Thí dụ như các bạn sử dụng website search funnel bình thường thì các bạn chỉ một khách hàng các bạn chỉ bán được một sản phẩm thôi. Nhưng mà khi các bạn xài click funnel như vậy, cái landing page như vậy, gọi là landing page click funnel, thì các bạn có thể tạo thêm những nguồn doanh thu khác nhau bằng cách gợi ý khách hàng mua càng nhiều sản phẩm với những gói kích thích giảm giá hay những chiêu trò khuyến mãi gì đó mà khách hàng không thể nào từ chối. Nghĩa là khách hàng, mình cho khách hàng thêm một cái option thứ một, option thứ hai, mà khi khách hàng coi vô, khách hàng thấy ồ, mình chỉ cần bỏ thêm chút xíu tiền
nhưng mà mình sẽ lấy được hai sản phẩm. Và khi lúc đó khi khách hàng đồng ý như vậy rồi, cái này sẽ qua thêm một cái chân thứ ba, cái này thấy tại sao mình không nên cộng thêm một sản phẩm thứ ba nữa, nó cũng là cộng thêm một số tiền nho nhỏ nhưng mà được ba sản phẩm này nó còn có lợi hơn. Và như vậy thì khi một cái cuối cùng, khi khách hàng check out cuối cùng, là các bạn sẽ thấy khách hàng trả rất là nhiều sản phẩm A, B, C, D. Và cái số tiền mà mình lấy của khách hàng nó sẽ nhiều hơn khi là các bạn chỉ bán một sản phẩm như vậy thôi. Nếu các bạn dùng website Shopify để các bạn build cái cửa hàng của các bạn. Ok, mình nói tới đây các bạn có thắc mắc gì phần này không đã? Các bạn nên thắc mắc đi, tại vì mình biết các bạn, mình nói vẫn chưa thông suốt, các bạn cứ thắc mắc. Em hỏi tí xíu là thí dụ giống như một sản phẩm của mình mà mình có quá nhiều sản phẩm đi, thí dụ giống như là trang Yago Shopping của anh Hiếu đi. Ừ. Thì sau khi mà người ta check out một sản phẩm thì làm sao mà biết để suggest được sản phẩm thứ hai mà người ta chắc chắn người ta thích? Đó là lý do mà trong cái chiến lược mình phải nói là sản phẩm B nó phải có liên hệ sản phẩm A. Anh nói thí dụ nha. Ví dụ giờ em muốn đi câu cá, đầu tiên là em sẽ free gift, là em sẽ cho người ta cái lưỡi câu, tại lưỡi câu nó rẻ quá, em cho ta free gift, em cho ta free lưỡi câu. Thì khi em vô em thấy ở một cái trang landing page mà tự nhiên nó cho em free cái lưỡi câu, thì dĩ nhiên em sẽ vô em đăng ký để em được cái free đó. Mà khi em check out là em vẫn là không đồng, check out free, thì lúc đó cái trang đó nó sẽ nhảy lên một cái trang khác để nó gợi ý em bây giờ bạn có lưỡi câu rồi, bạn có cần mua cái hộp đựng mồi câu hay không, hoặc là bạn có thể mua cái sợi chỉ mà để mà gắn vô cái cần câu hay không. Thì nếu bạn mua cái sản phẩm đó thì cái giá lúc đó, ví dụ như mình để giá ví dụ như là 20 đô, chúng tôi sẽ giảm giá cho bạn 70% discount, là các bạn chỉ còn trả cái sản phẩm đó. Ví dụ 20 đô thì giảm đó, thì em biết không, còn khoảng 6 đô, 5 đô. Khi khách hàng đồng ý mua cái sản phẩm đó với giá 5 đô rồi, thì các bạn thấy rằng khách hàng nó vừa có cái lưỡi câu, nó vừa có cái hộp đựng mồi câu, mà nó chỉ trả một số tiền rất là nhỏ. Thì lúc đó cái trang đó nó chưa ra cái phần check out. À, nó chưa ra cái phần này mà nó sẽ nhảy ra một cái trang auto to landing page thứ ba. Nó hỏi ok, bây giờ bạn có cần câu rồi, bạn có lưỡi câu rồi, bây giờ tôi sẽ, bạn có muốn mua cái sợi chỉ không, sợi chỉ gắn vô cần câu hay không, nếu bạn mua cái đó tôi sẽ đưa cho bạn 50% discount. Thì mà bạn nghĩ bây giờ mình mua rồi mà mình không có cái cộng chỉ thì mình cũng nên mua. Thì khi vậy mình cộng lại thấy giá nó không có nhiều hết, mình sẽ vô mình mua đó. Thì và cuối cùng đến một cái landing page số 4 này, ví dụ bạn nói bây giờ các bạn đã có cái đó rồi, bây giờ ví dụ như các bạn cần phải mua cái ghế ngồi hay cái gì đó, ví dụ giá 20 đô, nhưng mà tôi cho bạn 30% discount. Thì tổng tổng cuối cùng như vậy, khi các bạn cộng cái món này cộng với món này cộng món này cộng món này ra, thì các bạn có thấy là khách hàng nó trả cho bạn cái giá tiền nó sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần khi các bạn chỉ bán một sản phẩm hay không. Em hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Vậy thì thí dụ nha, ở cái landing page thứ hai nha, cái auto 1, sản phẩm A 70% discount, người ta không chịu A thì người ta không chịu A thì nó sẽ có qua một B. Phần gọi là nó không qua B mà nó sẽ qua là down sale. Thì nó sẽ gửi em tới một cái landing page gọi là down sale landing page. Đó, để mà em mua một cái món nào khác với cái giá rẻ hơn cái giá này. Và đồng thời nếu lúc đó em cảm thấy em không cần mua nữa, em không muốn mua luôn cái một cái landing page của direct sale, thì ok, lúc đó nó sẽ ra cái phần check out và em được cái free gift. Vậy là lúc đó mình lỗ. Mình không lỗ, tại vì mình cho người ta free 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 free
free gift này, ví dụ như cái món đó em biết cái lưỡi câu mà, em tính vô ví dụ như 2-3 đồng đi, tổng cộng tiền ship luôn 2-3 đồng, nhưng mà lúc đó em đã có được cái email của khách hàng. Em lưu vô cái dữ liệu của em để sau này em retarget lại. Tại vì một ngày nào đó khách hàng nó sẽ nghĩ là lỡ nó làm hư cái gì đó em, cái cộng chỉ hay nó làm hư cái hộp, nó cần cái hộp thì nó sẽ nhớ tới trang của mình để nó mua. Hoặc là lúc đó mình đã có email của khách hàng rồi, mình sẽ email cho khách hàng, mình target lại, mình nhắc nhở khách hàng lại, tao vẫn còn có discount giảm giá như vậy. Một ngày nào đó mày có quyền mua hay không, em hiểu không? Dạ hiểu rồi. Rồi cái okay. này giống giống cái kiểu của thằng Wish đó, nó cũng có tặng free gift, ý là không phải là cái nguyên cái trang này, nhưng mà Wish nó cũng tặng free gift xong rồi phóng tới rồi. Luôn á, nó cứ tiến tới như vậy đó. Đó rồi, ok, mọi người có thắc mắc gì hỏi tiếp đi ha, tại nếu ai có thắc mắc gì cứ hỏi chỗ này, tại bên đây chưa giải thích kỹ nhưng mà nó là cơ bản là như vậy. Như vậy á, thì nếu như mà mình chỉ có một cái website rồi mình muốn dùng cái công cụ click funnels này á, thì cái này giống như chỉ là một cái công cụ thôi, đúng không ạ? Rồi khi nó pop up ra cái landing page thứ hai á, mình không có cần phải làm một cái website mới, đúng không ạ? Không, mình không cần pop up lên cái link thôi. Nó nghĩa là cái landing page một này chỉ là một cái landing page thôi. Các bạn hiểu, một cái website nó có nhiều landing page thì cái đó gọi là Shopify. Nhưng mà một website đồng thời là landing page luôn thì cái đó gọi là click funnel, gọi là landing page. Dạ rồi. Ok, click funnel là nó là như vậy này, nó các bạn vô đây đăng ký nhé. Bên này chưa có tạo gì hết. Ok, các bạn vô đây các bạn sẽ đăng ký. Ha. Rồi. Các bạn vô đây các bạn đăng ký để mà bắt đầu tạo cái funnel đầu tiên. Cái funnel đầu tiên nghĩa là cái landing page đầu tiên. Ok rồi, các bạn hỏi tiếp đi, các bạn thắc mắc gì hỏi không? Hiếu Nguyễn Hiếu Đình có hỏi gì cái phần này không? Tại hai bạn hay bán hàng online, các bạn có thắc mắc gì các bạn hỏi đi để mình đi qua tiếp phần khác. Ủa mà cái này mình có làm Amazon được không anh? Được, lúc đó anh sẽ nói thêm vào những cái tiếp. Nếu hỏi là cái này nó có giống cái dạng như pop up không, giống như dùng cái website mình đang làm, ví dụ như khách nó không muốn thoát, nó muốn nó không dùng, nó add vô xong rồi cái cuối cùng nó không mua, nó hiện ra một cái bảng rồi nó kêu đó à. Thì đó pop up đó là click funnel đó, là nó đang chạy click funnel đó. Nhưng mà mấy website nó cũng có cái dạng đó mà không, nó không có giống như mấy cái dạng website không, cái đó là nó để domain vô luôn rồi. Nghĩa là ví dụ như click funnel mình tạo ra 3-4 cái click funnel, nhưng mà nó mình sẽ để là cái domain vô. Mình để domain vô thì mình không ý hiểu hỏi là nó có khác gì với mấy cái website mà nó hiện lên mấy cái pop up đó không? Cái đó là click funnel đó, hoặc là một cái dạng platform khác của funnel luôn. Thì nó cũng giống vậy đúng không? Thì cũng giống vậy luôn. Cái cũng gọi chung là click funnel hay là gọi landing page. Nói nghĩa là cái này nó sẽ khác với thằng Shopify. Còn những cái như là pop up hay những cái trang mà pop up y chang như vậy, nó nhảy lên trang khác như vậy á, là giống nhau hết, là cùng một chức năng, gọi là funnel, là cái phiểu hết. Okay. Chỉ có Shopify là các bạn thấy là các bạn không, nó không có tự động nhảy được. Nhớ không? Trang nào ra trang nấy rõ ràng. Không, ví dụ như đây nè, qua trang woman, qua trang men, nghĩa là các bạn phải bắt buộc khách hàng bỏ thời gian ra click từng trang landing page cho các bạn. Và thật sự cái điều đó không bao giờ xảy ra đối với một website mới. Khách hàng không bao giờ có thời gian để mà vô một cái website hoàn toàn mới, click vô từng cái, và từng cái đó click vô từng cái nhỏ này để mà ra cuối cùng ra một sản phẩm mua cho các bạn, là không bao giờ xảy ra. Đối với một website hoàn toàn mới là không bao giờ xảy ra. Mình đi nhắc lại. Đó là lý do vì sao người ta tạo ra cái click funnel để mà như vậy. Rồi, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Cái landing page đầu tiên lúc nào nó cũng phải là free gift hay là mình muốn để giá bao nhiêu mình để? Cái landing page này tùy sản phẩm, nhưng mà khi em muốn lấy email của người ta thì em phải cho free người ta. Em phải free một cái gì đó, free gift hoặc là free course hoặc là free cái dụ một cái tip để mà for
ở quân mình đây, ví dụ cuốn sách hay cái gì đó, em hiểu không? Nghĩa là em phải cho free người ta cái landing page đầu tiên, cái landing page số 1 của thằng Click Funnel phải là free. Để là mục tiêu là gì? Mục tiêu là em lấy được cái email của người ta, đồng thời khi người ta check out ngay cái phần này là không đồng, người ta sẽ nhảy qua cái landing page thứ hai, là landing page bắt đầu mình lấy sale của người ta. Rồi mọi người có mắc gì nãy giờ, ý bên này nói cái click funnel nó là gì hay không? Ok, mọi người có ai thắc mắc về về vấn đề này không thì bên này nói tiếp nha. Rồi ok, vậy mình đi qua phần kế tiếp. Ok, click funnel thì như mình nói nãy, cái landing page đó, cái dạng đó là dành cho ai? Thì dành cho bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn có thể là bạn đang bán hàng online, hay đơn giản bạn là người cung cấp dịch vụ. Hiện cái dịch vụ có thể là bạn là muốn cho có tập yoga course là huấn luyện viên yoga, hay là real estate agent, người đi bán nhà, hoặc là một người đơn giản là một teacher mà bán nghĩa là một người dạy học đó, vậy đó. Đó vậy thôi. Ha. Và bạn quá chán về tạo một cái website. Và thay vào đó bạn muốn tạo thì xác cái phiếu bán hàng ClickFunnels này tiếng Việt là một cái phiếu bán hàng. Đó. Thì tạo website thì các bạn phải tạo rất là nhiều website, mà chưa chắc khi các bạn tạo một cái website mới người ta sẽ vô, người ta sẽ dành thời gian cho website của bạn, không bao giờ người ta dành website cho bạn. Thay vì đó, bạn muốn có doanh thu liền thì bạn nên tạo một cái click funnel, một cái landing, một phiếu bán hàng mà bạn dụ người ta vô đó, vô cái dòng xoáy đó để mà bạn có thể target cho người ta vào thời điểm đó. Các bạn retarget cho người ta vào một thời điểm khác, tại vì các bạn đã có địa chỉ email khách hàng để các bạn target. Ok. Rồi. Thì ClickFunnels và Amazon nó có mối quan hệ như thế nào? Khi các bạn có một cái listing trên Amazon, thì ngoài cái chuyện các bạn có sale và cái traffic từ Amazon đưa cho bạn, thì các bạn có thể sử dụng ClickFunnels để các bạn xây dựng cái dữ liệu khách hàng cho riêng bạn. Tại vì khi mà các bạn khách hàng vô thẳng luôn Amazon thì đó là khách hàng của Amazon, nhưng khi các bạn xây dựng dữ liệu khách hàng cho riêng bạn thì các, như mình đã nói, cái landing page số 1 các bạn cho free cái gì đó, thì các bạn đã có một cái tập dữ liệu email của khách hàng để các bạn retarget khách hàng là giờ đó. Ví dụ như mình nói các bạn bán đồ ăn cho chó đi, thì các bạn sẽ tạo một cái landing page đầu tiên, các bạn nói những giống như mình tạo một cái course, nói những cái bước sau đây giúp cho chó sơ sinh mới ra đời, hay là chó sơ sinh thì hoặc là một cái bài khác nói về chó sơ sinh thì nên ăn cái gì vào lúc mới đẻ ra, hoặc là mèo cần ăn gì hay là gì đó. Thì những cái tip chia sẻ như vậy, khi các bạn tạo một cái landing page như vậy, rồi các bạn chạy quảng cáo để các bạn có được những tập khách hàng đã là email để khách hàng xin những cái dữ liệu đó, xin những cái bài khóa học đó hay những cái gì đó, thì khách hàng đã có email đó, thì từ đó sau này các bạn có sản phẩm bán cho Amazon, giống như sản phẩm đồ ăn cho chó hay là cái nhà cho chó, thì các bạn sẽ email cho những khách hàng này để các bạn giới thiệu sản phẩm mới, là xây dựng brand hoặc là retarget những cái khách hàng mà các bạn lúc đầu các bạn cho đi đó vào những sản phẩm khác trên Amazon, hoặc là những sản phẩm trên Amazon, hoặc là những sản phẩm các bạn chuẩn bị ra mắt trên Amazon. Đồng thời như vậy là các bạn đã tạo thêm, các bạn sẽ có thêm những cái traffic bên ngoài Amazon đem vô cái listing trên Amazon cho các bạn. Thì như vậy các bạn vừa có traffic bên trong Amazon mà các bạn vừa có traffic bên ngoài Amazon. Thì traffic bên ngoài Amazon ClickFunnels này các bạn sẽ lấy từ những nguồn như là mạng xã hội, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, những cái đó các bạn sẽ quảng cáo trên đó để mà các bạn cho khách hàng vô, để các bạn tạo một cái list để các bạn có khách hàng vô cái dữ liệu khách hàng cho riêng bạn.
thì như vậy khách hàng này sẽ khách hàng của riêng bạn, không, và không bao giờ mất đi hết. Đây là dữ liệu riêng của bạn, không ai đánh đi hết. Và những khách hàng này là những khách hàng đặc biệt luôn, là những khách hàng này là những khách hàng thích về đồ ăn cho chó, nghĩa là thích chó, các bạn hiểu không? Tại vì khi các bạn đã tạo một cái khóa học hay một cái tip gì đó nói về chó, hay như những người nào họ thích chó hay họ thích mèo, họ mới vô cái này, thì đây là những khách hàng đặc biệt luôn, chứ không phải là khách hàng tùm lum tùm la ở trên mạng xã hội đó. Thì từ cái đó các bạn sẽ xây dựng đây cái brand để các bạn bán sản phẩm trên Amazon, hay là các bạn muốn tạo sản phẩm mới, thì như vậy vừa tăng thêm doanh số bán hàng, đồng thời những khách hàng này các bạn có thể email để xin review đó. Đó, và cái tiếp thông qua cái click funnel này, các bạn như bữa An có hỏi anh là làm sao đo nguồn traffic đến từ kênh nào, thì thông qua cái click funnel này nó sẽ có những cái option để nó cho em biết là cái traffic mạnh tới từ kênh nào. Ví dụ traffic mạnh tới từ Facebook, traffic yếu tới từ Twitter, hay traffic trung bình nó tới từ Instagram, Pinterest, để mà từ đó mình chỉnh sửa cái budget hợp lý cho từng cái kênh mạng xã hội của mình. Và đó lý do mà tại vì click funnel nó đo được hành vi khách hàng, nghĩa là nó đo được rằng là khách hàng nào đã từng mở email, khách hàng nào đã từng mua sản phẩm, khách hàng nào không mua sản phẩm, khách hàng nào đã nhìn thấy sản phẩm. Từ đó click funnel nó sẽ có một cái công cụ để nó chia thành những tiệp khách hàng khác nhau, để mà từ đó mình phân loại ra, để mà mình đánh giá hành vi khách hàng, mình phân loại ra để mình traffic, mình target cho những nguồn khách hàng khác nhau đó. Ok. Rồi, anh Duy Trần ở trên Facebook có hỏi là có nói anh nhờ anh Bendy là cho xem lại cái phần một trang ví dụ của ClickFunnels. Đây, trang này. Đây là trang ví dụ. Trang ví dụ ClickFunnels là nó chỉ có một trang duy nhất thôi. Các bạn đã thấy ở đây nó không có những cái trang khác giống như thằng Shopify. Shopify nó sẽ nó dùng mình vô trang chính nè, ha. Đó, cái này là Shopify nha anh. Thì vô các bạn anh sẽ thấy đây nó có cái landing page men, landing page woman, landing page our material, landing page store. Đó. Nhưng mà cái click funnel này á, đây là nó chỉ có một landing page duy nhất thôi, nó không có những landing page khác. Và tất cả ở đây người ta sẽ nói tất cả, nhiều người ta sẽ trình bày video, hình ảnh hay bất cứ cái gì đó để mình cảm thấy thích thú và mình order. Thì thay vì ở đây anh vô từng trang anh coi, ví dụ anh phải vô cái này không, rồi vô đây anh vẫn chưa thấy thông tin sản phẩm, anh phải vô tiếp sản phẩm này một lần nữa đó, từ đây anh mới thấy được những cái chức năng của sản phẩm ha. Thì ở đây vô đây là anh sẽ thấy hết, nó sẽ nói hết tất cả toàn bộ từ chức năng, từ cái promotion, từng cái gì như thế nào đó, tất cả nó sẽ nằm trong một trang hết. Ok, anh thấy sự khác nhau giữa hàng Shopify website mà do Shopify tạo ra và cái hàng landing page chưa? Cái hàng click funnel tạo ra. Đó. Ví dụ như ở đây nè, anh thấy trang này không đó. Tôi sẽ đưa cho bạn 100 người supplier marketing email miễn phí. Đó, khi mình nghe như vậy mình thấy cái gì free, tự nhiên mình có 100 cái supplier này là mình thích rồi. Thì bắt đầu ở đây mình sẽ để lại email hay là mình order cái gì đó để mà mình được cái phần đó. Là khi vậy là mình đã vô được cái phiểu bán hàng của ClickFunnels, mình đã vô được cái là mình đã trở thành một thành viên trong cái dữ liệu khách hàng của người ta rồi, người ta sẽ retarget mình bất cứ lúc nào. Đó. Còn như ở đây Shopify anh có thể thấy là ở đây khách hàng mua của anh rồi là coi như là ra đi luôn, không bao giờ quay lại, không có cách chi quay lại ở đây hết. Đó. Rồi. Anh có thắc mắc gì nữa không? Không. Anh đã hiểu chưa? Anh Duy Trần thanks rồi. Ok, rồi. Rồi,
Thì cái click funnel này là một công ty một doanh thu mỗi năm cũng khoảng năm chắc cũng anh bên này cũng nghĩ cũng là 100-200 triệu đô. Thì khi các bạn sử dụng qua cái click funnel này vào một năm các bạn cái doanh thu các bạn là khoảng 1 triệu đô, nghĩa là có 6 số 0 six figure. Thì click funnel này nó sẽ cho các bạn một cái danh hiệu. Đây, nó sẽ cho bạn cái này. Và cái này nó sẽ ghi tên của bạn, cũng như nó ghi các bạn đây là Truecomer, nghĩa là doanh thu của những người có doanh thu kiếm, nè, có những người kiếm 1 triệu đô trở lên. Nó sẽ ghi tên các bạn ở đây. Thì những nhà mà kiếm doanh thu 1 triệu đô ở đây, nó sẽ là những người mà họ sẽ nổi tiếng. Và như các bạn có cái này là các bạn sẽ được một cái danh hiệu rất là tuyệt vời. Các bạn cái này mà các bạn để trên cái Facebook các bạn hay các bạn đi bất cứ quảng cáo đâu mà người ta thấy bạn có cái danh hiệu này và có cái phần ở đây là người ta biết là bạn là một người nhà danh, một nhà kiếm tiền online thành công. Đó. Và đây giấy này giống như là cái này gọi là một cái Michelin vậy cho bên nhà hàng đó. Thì cái nhưng nhà bạn mà có Michelin nhà hàng thì nếu mà bạn có cái này là coi như là cái level của bạn sẽ rất là cao trong cái giới chạy doanh thu online này. Đồng thời nếu các bạn doanh thu các bạn 10 triệu đô trở lên thì các bạn sẽ nhận cái màu xám này. No, cái màu xám này là 100 ngàn trở lên chứ. Và cái màu này là màu vàng này là 1 triệu và một cái nữa, có một cái nữa là 10 triệu trở lên. Bên đây chưa thấy cái đó. Ừ. Có nhiều người họ làm được cái đó mà bên đây chưa kiếm ra cái hình đó. Thì nói chung nếu các bạn đăng ký qua click funnel này và trong vòng 1 năm doanh thu của các bạn thông qua khi mà khách hàng vô click funnel này, khách hàng mua, khách hàng các bạn có sale từ khách hàng thì từ 1 triệu đô trở lên các bạn sẽ được cái phần thưởng này ha. Để cái này cũng giống như Michelin vậy đó. Ok. Thì hôm nay bên đây chỉ trình bày như vậy thôi. Rồi các bạn có thắc mắc câu hỏi gì thêm thì các bạn cứ hỏi. Ok, bên đây chỉ hiểu hỏi cái phần này cái là cái hệ thống mà thanh toán á, khi mà khách hàng vào trả tiền á thì nó thông qua một cái bên thứ ba hay là ClickFunnels họ cung cấp hệ thống đó, cho mình. Nó thông qua bên thứ ba là PayPal, Amazon Pay, Master, Visa Card đều có hết. Nói chung là tất cả các payment nó đều cho hết. Ok, còn về cái phần mà email marketing system của bên đây á thì họ có cung cấp cho mình cái hệ thống đó không? Ví dụ mình có thể làm cái dạng như là drip campaign để mà mình ví dụ như mình lấy được cái email đầu tiên xong rồi nó sẽ tự động nó gửi một cái giống như là mình set up gửi một cái welcome email. Sau đó 1-2 ngày cái mình gửi thêm một cái email nữa mình giới thiệu về cái brand đó. Của mình hay gì đó, website đó. Xong rồi cái ngày thứ ba đó nó bắt đầu mình tự set up những cái đó nó sẽ tự động nó gửi lại cho mình đó. Có, trong trọng có luôn. Thì nhờ đó mà hồi nãy bên em nó có cái phần là đánh giá hành vi khách hàng đó. Nè, click funnel nó có chức năng đánh giá hành vi khách hàng thông qua những lời mình gửi email để mình biết là khách hàng đã từng mở email hay chưa. Đó, thì nó có công cụ đó. Là từng cái loại khách hàng mình có thể set up những cái email marketing campaign khác nhau. Đúng rồi, khác nhau cho những khách hàng đó. À, ok. Thì như mình thấy có khách hàng họ mở email mình ra rồi nhưng mà họ chưa mua sản phẩm là sẽ vô một hành vi. Khách hàng mở email rồi, khách hàng mua một sản phẩm là vô một hành vi. Khách hàng chưa bao giờ mở email là vô một hành vi nữa. Đó, nó chia ra nhiều hành vi nữa. Cái này mình cũng có thể mình kết nối cái domain của mình vào trong đây được chứ, đúng không? Đúng. Như vậy này ở đây, nó kết nối con domain nó vô đây. Ok. Thì cái này rất là hay. Tại vì như bên này nói, nếu mà các bạn cứ nghĩ rằng người ta một cái website mới này, khách hàng vô, khách hàng bấm từng cái như vậy và khách hàng chọn từng sản phẩm từng giai vậy, rồi các bạn khách hàng check out như vậy, hiện tại là không bao giờ xảy ra. Bởi để khẳng định với các bạn là không bao giờ xảy ra luôn. Thay vào đó mình chỉ nên tạo một cái landing page mà nó có đầy đủ tất cả thông tin sản phẩm trên một trang thôi. Thì khách hàng nó vô một trang này nó thấy
nó đọc hết tất cả thông tin đây là đầy đủ thông tin cho nó, thì nó order luôn, nó order luôn để nó qua một cái trang khác. Còn nếu như ở đây là khi các bạn bấm từng trang như vậy, rồi các bạn vô từng trang như vậy nữa, từng trang này các bạn lại vô để các bạn kiếm thông tin như vậy nữa, là khách hàng sẽ không có thời gian để đi vô. Mình này chỉ hỏi là cái cách mà mình build cái page đó thì nó có nhiều cái template cho mình làm không, hay là nó chỉ cố định một vài cái thôi? ClickFunnels nó sẽ cho các bạn là 100 hay mấy ngàn cái template đó. Nghĩa là ở đây vô đây là một cái template nè. Ở đây nó để video, ở đây để chữ. Ở đây nó làm cái pop up. Ở đây là một cái banner khác, ở đây một cái video khác. Đó các bạn thấy không? Nguyên cái này là thậm chí một cái ClickFunnels của nó luôn nè. Đó. Không? Thì bây giờ bên đây sẽ bấm cho các bạn thấy những cái trang khác nhé, những cái template khác nhé. Thì có những cái template nó có sẵn rồi, các bạn vô các bạn chỉ để hình sản phẩm các bạn vô thôi, các bạn không cần phải làm lại từ đầu. Đây ví dụ như mình như này, đây ví dụ này trang đầu tiên là opt-in nè, một trang vậy đó. Là ở đây các bạn, đây là bên nha sĩ họ sẽ làm, giống như là ví dụ free hay gì đó, free gì đó, rồi ta sẽ để lại tên, ta để lại email, bấm vô này một cái, đó nó sẽ ra cái này mình để vô cái bông, mình bấm cái này tiếp nó sẽ ra sang một cái trang khác nữa, là nó hỗ trợ thêm. Ví dụ như ở này clean răng, nó sẽ cho mình thêm cái làm trắng răng, ví dụ vậy đó ha, nó sẽ ra một cái trang khác nữa, nó có hiện trang liên tục như vậy. Và cuối cùng nó mới add to cart. Đó. Hoặc là bây giờ cái real estate funnel nè. Nó là như vậy. Đó. Đầu tiên là như vậy. Nó vô nó cho bạn biết à. Click ở đây để xem nhà. Rồi vô đây nó sẽ chọn một cái thank you. Rồi tới đây nó sẽ nhảy sang một cái trang khác. Đó. Là một cái phục vụ hay gì đó. Thì nói tóm lại là landing, click funnel landing page. Nghĩa là nó chỉ tất cả những thông tin nội dung. Nó chỉ nằm trên một trang mà thôi. Và chắc chắn cái landing, cái trang đó nó phải hấp dẫn người dùng để mà người dùng để lại thông tin, địa chỉ để mà mình retarget lại khách hàng, hoặc là khách hàng mua ngay lập tức. Rồi. Cái bên như vậy thì okay, sorry. Ok để Hiếu hỏi xong. Ok bạn hỏi trước. Dạ. Yeah. Ok cảm ơn. Em chỉ muốn hỏi như vậy cái phí sử dụng dịch vụ của nó như thế nào ạ? Ví dụ nó khoảng là như là 97 đô một tháng. Anh đang sử dụng là 97 đô một tháng. À, okay. Nhưng mà nó cho 14 ngày trial, nhưng mà 97 đô một tháng. Dạ, yeah, rồi, cảm ơn. Thì các bạn okay, có thể cái này nhé. Cái này là nó dành cho ví dụ như mình các loại sản phẩm, các loại hình sản phẩm đó, mình có thể làm dạng như là digital product được không? Ví dụ như download hay cái gì đó, file người ta mua cái sản phẩm đó của mình được không? Hay là chỉ đâu. Có physical product thôi? Không, digital luôn. Ví dụ như các bạn như nãy bên này nó có bạn có thể bán khóa học yoga. Các bạn bán khóa học nấu ăn thì những cái đó là digital rồi. Ừ. Hoặc là các bạn cho người ta free nấu ăn, free nấu ăn, ví dụ mình nói nấu ăn đi, các bạn cho người ta free cách dạy nấu món phở đi, nhưng mà sau đó người ta sẽ vô tại các bạn cho người ta free, người ta sẽ để lại email các bạn, nhưng mà khi các bạn nhảy qua cái trang các bạn bán hàng là sale page, các bạn nói khóa học nấu ăn của nhà bếp một sao Michelin thì khóa học đó phải bán thì ra khách hàng vô đây, khách hàng thấy cái free phở này là free, nhưng mà khi vô trang thứ hai là mình để cái khóa học mà nấu ăn dành cho những nhà bếp một sao hay MasterChef gì đó, thì cái phần đó họ sẽ để giá bán. Hiểu định hiểu không? Ok, hiểu rồi. Hiểu chưa? Nghĩa là mình sẽ cho người ta free một cái gì đó để người ta vô cái phiểu funnel của mình để rồi từ đó mình upsell lên một sản phẩm gì đó mà cực kỳ quan trọng, hoặc một sản phẩm gì đó bắt buộc người ta sẽ rất là thích. Đó. Là cái hay rồi, hay giống như cái hay của cái funnel là như vậy. Và đồng thời người ta không mua thời điểm đó, người ta sẽ quay lại người ta mua, là lúc đó người ta thấy một thời điểm nào đó người ta thấy người ta cần đi thi MasterChef hay gì đó, thì người ta quay lại thấy ở đây có cái khóa nó dạy nấu ăn gì cái món đó nè,
ta vô ta sẽ mua. Cái này nếu mà physical products thì ví dụ như mình bán một cái mặt hàng nào đi, thì khi mà khách hàng mà họ order xong đó, nó có cái hệ thống là nó về cái phần mà integration với những cái hệ thống khác, ví dụ như là in label ra với những ship station hay là những cái chỗ khác đó, có kết hợp được với những cái đó không? Có, thì các bạn sẽ thông qua một cái trang gọi là Zapier ClickFunnels nè. Các bạn thông qua Zapier để các bạn kết nối vô bất cứ cái gì. Bây giờ các bạn nói vô MailChimp ha, các bạn biết MailChimp phải không? Đó, hoặc là các bạn kết nối vô bất cứ cái gì đó nè. Thì khi MailChimp như vậy là khi nghĩa là sao? Khi mà người ta vô đây, người ta để email trong cái ClickFunnels này, thì ClickFunnels này nó sẽ tự, Zapier này nó sẽ tự động nó lấy email khách hàng, nó chuyển qua cái kho dữ liệu MailChimp của các bạn. Đó. Là phải thông qua một cái bên thứ ba là Zapier chứ nó không có Zapier, trực tiếp. Nó không có trực tiếp, nó phải thông qua cái Zapier. Đó. Oh, ok. Đó. Hoặc là nếu mà MailChimp nó có kết nối luôn cái ClickFunnels thì mình không cần phải thông qua Zapier. Nếu mà MailChimp nó có. Đó. Tại vì biết nếu mà thông qua Zapier thì có một số cái mình phải trả tiền cho Zapier nữa chứ. Nhưng mà có Zapier có một số cái nó free. Một cái nó gì đó không biết, thì tùy theo công cụ của mỗi người mà nó có những cái chức năng khác nhau đó. Ok. Đó rồi, ví dụ như các bạn có thể đưa từ đây, các bạn đưa qua luôn cái thằng gì đó, mấy cái ship station hay gì đó, nó sẽ đưa qua luôn nếu có order đó. Thậm chí nha, là ClickFunnels này các bạn có thể, đây nè, các bạn có thể là đưa qua Amazon listing luôn, để mà Amazon listing nó sẽ fulfill cho order của bạn bên eBay hay Shopify luôn. Bạn hiểu không? Nghĩa là các bạn sẽ dùng ClickFunnels này, các bạn lấy khách hàng vô ClickFunnels này để mà những khách hàng đó sẽ mua sản phẩm các bạn trên eBay, Shopify hay là Walmart hay là Amazon. Chính nó không đơn thuần phải là Amazon không, nhưng mà bên này đây, bên này chỉ nói về Amazon thôi, nhưng mà thật sự nó sẽ đưa sang những cái kênh khác để được hết, tất cả là tự động hết. Nghĩa là khi các bạn đã tạo ra một cái ClickFunnels hoàn chỉnh rồi, là các bạn chỉ cần chạy quảng cáo trên Facebook, thì nghĩa là chạy quảng cáo trên Facebook hay social media cũng là tự động hết, thì khi nó khách vô ClickFunnels nó sẽ làm tất cả tự động hết, nó đưa ra cho nó tự fulfill những sản phẩm trên Amazon và Shopify, eBay hết luôn, tất cả là tự động hết đó. Mình chỉ có làm cái chỗ là mình phải đo được cái hành vi khách hàng để mình phân loại ra, sau đó mình chạy ra một cái ClickFunnels khác hay là một cái email khác vậy thôi. Thì đó là lý do vì sao mà Bendy giới thiệu ClickFunnels hôm nay, là lý do ClickFunnels nó sẽ khác cái Shopify mà các bạn nghĩ trước giờ. Đó là nằm ở chỗ đó. 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 Rồi, các bạn có hỏi câu gì hỏi không? Còn cái phần mà bên đây mà người ta lấy cái thông tin để mà nghiên cứu về cái customer behavior, cái hành vi của người dùng á, thì người ta lấy những cái thông tin nào của bên khách hàng, người ta giống như là có thể ví dụ được không? Ví dụ như là con lấy cái khách hàng nó có coi hết cái trang, hay là nó có những cái thông tin nào nó cung cấp cho mình những thông tin dạng như kiểu gì? Có nha, ví dụ như bên đây người ta sẽ cung cấp cho khách hàng cái thứ nhất là người ta có cái mở email, xem email của mình hay không. Đó là một. Cái thứ hai là người ta coi là khách hàng đó có order sản phẩm chưa, hay là khách hàng mở email mà không coi. Ngoài ra, ClickFunnels có thể giúp mình đo được là độ giàu có của khách hàng luôn. Nghĩa là khách hàng nào họ thích sản phẩm mình, họ order nhiều lần để chuyển thành một tập riêng. Những khách hàng nào chỉ order một cái để rồi riêng. Hiểu được hiểu không? Nghĩa là có khách hàng nó vô ClickFunnels của mình, nó coi hết 3-4 trang của mình luôn, nó mua một lần một đống đồ luôn. Thì đó là khách hàng giàu có. Bên đây gọi khách hàng giàu có. Mình để vô tập hàng riêng. Mà khách hàng nó vô, nó chỉ mua một trang thôi, quay trang thứ hai, thứ ba, thứ tư nó không mua, thì để qua một tập riêng. Khách hàng nó vô trang thứ nhất, nó mua,
trang thứ hai nó không mua, nhưng mà khi đó mình chuyển qua một cái trang downgrade thì nó lại mua, thì là để nguồn tốc khách hàng khác đó. Hiểu định hiểu không? Ok, hiểu rồi. Còn một câu hỏi nữa là bây giờ mình sử dụng ClickFunnels mà mình subscribe vào đó 90 mấy đô một tháng đi, mình dùng tới một thời gian ví dụ như một năm sau đó mình không có muốn dùng nữa mà mình thấy một cái platform khác nó hay hơn, thì cái database dữ liệu khách hàng đó nó là của mình hay là mình có, của mình. Mình có export đó, ra được không? Mình có mình. Đem đi đâu được không? Mình đem lên Google Excel hoặc là mình đem vô MailChimp hoặc là mình đem vô Google Excel, nghĩa là Zapier nè. Nó có thể từ ClickFunnels nó đẩy qua Google Excel luôn. Here, Google đây. Nè, connect ClickFunnels to Google Sheet. Thì cái đó là của mình rồi. Thấy không? Ok, hiểu rồi. Ok, thank you. Ok, mọi người có thắc mắc gì nè? Mọi người có thấy cái bài này hay hay không? Và mọi người có thắc mắc gì không? Mọi người mở speaker nói cho bên này biết. Bên này có động lực. Chia sẻ tiếp. Rồi cái bỏ speaker lên đây, có ai hỏi ý kiến gì không cứ nói cho bên này biết, góp ý gì đó. Thư nè, hợp với Thư nè, Thư hỏi nhiều. Dạ. Biết hợp. Cảm ơn anh. Mà có vẻ là em còn phải đi vài bước nữa mới tới được cái bước đó. Ừ. Nhưng mà mọi người có thắc mắc gì về vì sao người ta sử dụng ClickFunnels hay không, và vì sao bên này lại giới thiệu một cái mà hoàn toàn nó hơi xa lạ với mọi người suy nghĩ trước đó hay không? Nói chung là em biết cái này, em chỉ không biết là cái tên của platform nó là như vậy thôi, tại vì em là một khách hàng shopping mà bị sa bẫy vào những cái funnel này rất là nhiều đó. Mà em đã từng sa bẫy nhưng em không hề biết. Đúng rồi, thấy chưa? Giống như hồi nãy anh lúc mà anh nói chia sẻ cái vụ mà người ta tặng người ta một cái lưỡi câu thôi đó, mà một hồi người ta mua cái đồ đựng mồi, mua sợi chỉ, mua cần câu đó. Dạ, yeah, đúng rồi. Những cái trang shopping á thì em không biết cái đó nó có phải là dùng công cụ ClickFunnels này hay không ha. Ví dụ như em vô H&M đi ha, em mua một cái áo, xong rồi ở dưới nó sẽ pop up lên một cái link là cái quần này sẽ mặc với cái áo này rất là đẹp chẳng hạn vậy á. Không, khi nào mà nó nhảy qua một cái trang khác đó em. Khi nó nhảy qua một cái trang hoàn toàn mới luôn á thì cái đó là mới là ClickFunnels. Còn thường mấy còn thường nhé, em anh nghĩ là nó không phải đâu, nó chỉ là dạng website thôi, nó chỉ là cái tạo course thôi. Ok. Mấy cái đó là mấy cái nó tự recommend đó chị. Cái đó là nó tự cái recommend thôi chứ nó không có giới thiệu. Cái nào mà em thấy á, em thấy nguyên một trang nó giới thiệu ha. Nguyên một trang nó giới thiệu xong, nó nhảy qua một trang khác mà một trang đó nó có nhiều chi tiết nữa. Nó có tất cả những chi tiết trong một trang luôn thì mới là ClickFunnels. Còn em hiện ra một cái hình nhỏ là mà nó không có thông tin gì hết trơn, cái đó không phải ClickFunnels. Ok. Thì cái đó chỉ là cái recommend, cái code khác thôi. Đúng rồi, cái code thôi. Hiếu Nguyễn có thắc mắc gì không? Ủa trời, Hiếu hỏi cái này nó có liên quan với Clickbank không? Nó có Clickbank là gì? Clickbank là cái nơi chơi nơi payment mà. Không, Clickbank đó mà. Clickbank là payment mà. Clickbank này phải không? Ừ, đúng rồi. Cái này là Clickbank payment mà. How to get paid through Clickbank nè. Nó là payment nhưng mà ý là thì như bên này nói đó, khi mà Hiếu Nguyễn nhìn vô thấy cái nào mà một cái website nó giới thiệu nhiều thông tin chi tiết trên chỉ một trang này thôi mà nó không có những cái landing page nhỏ này á, thì cái đó là ClickFunnels đó. Và khi cái click vô order, không ClickFunnels là biết rồi, hồi xưa mình cũng mình không biết á, mình tưởng nó là scam không cam không mà. Khi đúng mà check out qua đúng rồi khi mà check out cái nó qua một cái trang landing page khác mà nó có tất cả thông tin hình ảnh website như vậy á, thì cái đó là ClickFunnels đó. Ok, vậy Hiếu có một câu hỏi là thì nếu mà bản chất của thằng ClickFunnels này nó cũng là một website đúng không? Thì đúng nó vậy, bản chất website, là website, vậy là mình phải cần phải đầu tư mình marketing giống như những website thường thôi đúng không? Thì như bên này nói mình muốn có khách hàng mình phải sử dụng mạng xã hội, mình chạy quảng cáo để mình đưa quảng vô cái này. Là cũng giống như website thường thì website thường đưa lên website thường là nó có nhiều landing page nhưng mà ClickFunnels là khác cái đó rồi. Nó khác đó thôi. Thì vô đây được cái là vô đây nó sẽ thấy hết tất cả thông tin. Và như Hiếu Nguyễn vô đây nè, Hiếu Nguyễn thấy ở đây đâu có thông tin gì đâu. Đúng không?
Chứ hiểu vô đây nè, hiểu bấm vô đây. Đó, vô trang này thấy đâu có thông tin gì đâu. Tất cả chỉ là chung chung ở vừa Sumac from tree rồi, chứ không có nói thẳng. Nó có cái thế mạnh riêng của nó, đúng không? Nó không có nói là chất liệu là cái gì, video hay là cái gì hết trơn, nó chỉ là một cái trang bình thường vậy thôi đó. Nó quá nhiều sản phẩm đi. Còn Click Funnel là nó chỉ có một sản phẩm duy nhất mà thôi. Nó chỉ có một sản phẩm duy nhất thôi. Khi nào qua một cái landing page khác thì mới là sản phẩm thứ hai. Nhưng mà mình thấy cái thằng Click Funnel này nó hợp với service nhiều hơn là bán sản phẩm. Nó bán service nhiều hơn. Không, như nãy bên này nói có người họ bán một cái lưỡi câu mà doanh thu là 2 triệu đô một năm á. Thế vậy. Ừ. Ồ anh Mandy ơi, thí dụ như vậy á, hồi nãy em thấy anh Hiếu nói một câu, cái ý á, nó cũng hợp lý lắm, là nhiều khi nhìn ở ngoài nhìn vô giống như là scam vậy á. Vậy thì có cách nào đúng rồi, xưa mình cứ tưởng scam không chứ. À, em nhìn đây là trang nó là hoàn chỉnh nè, Click Funnel em nhìn dưới đây nè, đâu có giống trang, em coi có giống scam không? Y chang nhưng mà cũng hình như có nhiều trang scam nó giống vậy á. Vì chứng tỏ nó làm chưa hoàn chỉnh. Hiểu không? Nó chưa hoàn chỉnh, còn cái này là đấy là có cái ý nào mà giống như là có cái tiêu chuẩn nào mà là để cho một trang nó thành hoàn chỉnh mà nó khác với lại cái trang thì scam. Thì em phải sử dụng những trang mà nó đã template done for you đó. Nghĩa là nó hoàn chỉnh rồi, em chỉ thế dòng chữ, em thế video vô thôi, em để hình ảnh của em vô thôi. Ý em là cái trang của mình á, mình phải làm gì cho cái trang của mình để cho bớt giống scam, chứ lên mạng mà thấy kiểu này nhiều người cũng sợ. Em có thấy dùng pay mình là PayPal. Cái trang mà hồi nãy Benny làm ví dụ á, Benny mở lại cho mình được. Trang này. Đó, thấy không? Cái trang này ví dụ như cái trang này nè An, nếu mà em vào từ đầu á, em thấy ở chỗ cái chữ mà not secure ở trên ở đây á. Đó, thì thường á cái trang này là nó làm chưa kỹ á, chứ làm kỹ là phải, cái chữ đó nó phải là có SSL á, nghĩa là phải secure thì người ta mới tin tưởng, người ta trả tiền được. Nếu mà nó có cái chữ mà nó secure vậy là người ta cũng sợ, cho nên khi mà làm mình phải để ý những cái chi tiết nhỏ nữa. Nhưng mà khi các bạn vô đây các bạn thấy nếu mà các bạn để pay mình bằng PayPal thì tỷ lệ scam nó đỡ ít hơn, tại qua PayPal thì qua những cái trang tính tiền như Amazon Pay, PayPal gì thì mình lấy tiền lại được mà. Khách hàng nó sẽ có niềm tin. Đó, nếu nghĩ là dùng cái Click Funnel này, ví dụ như là mình có cái thương hiệu của mình rồi, xong rồi mình có cái lượng khách hàng của mình rồi đi, thì mình có thể dùng cái Click Funnel này, mình gửi một cái email campaign, xong rồi mình để cái link Click Funnel này vô, thì nó mang tính là nó call to action nhiều hơn, nó target, nó focus hơn. Thì lúc đó là có thể là người ta đã biết về cái thương hiệu của mình rồi, người ta bấm vào, người ta thấy, người ta cũng tin tưởng hơn. Cái mục đích của đó, nó giải quyết được cái việc mà để cho tránh người ta không có tưởng là scam không ai. Cái mục đích của mình đó, giữa cái Shopify và ClickFunnels, mình lý do vì sao mình đề thích ClickFunnels, tại vì ClickFunnels mình là một cái lead free để người ta để lại email rất là dễ. Còn nếu bạn làm cái Shopify này, các bạn muốn xin cái email khách hàng, làm sao các bạn xin? Đúng không? Cái mục đích của Click Funnel nghĩa là nó có một cái phiểu đầu tiên, cái landing page đầu tiên là cái để mà mình bắt buộc khách hàng phải để lại cái email của mình. Để mà từ đó mình có thể retarget khách hàng bất cứ khi nào mình muốn. Giống như mình chạy quảng cáo trên Facebook cũng vậy, hay bất cứ gì. Người ta không mua đồ của mình, nhưng mà bắt buộc người ta phải để lại cái email để sau này mình có cái nguồn đó để mình retarget lại khách hàng vào tương lai. Còn cái nhưng mà cái ý của An hồi nãy cũng hay là làm sao mà ví dụ cái người mới mà mình làm cho người ta tin tưởng được, để người ta để lại cái email đó, thì cái hướng giải quyết đó là sao? Giải quyết thì là cái quiz, cái list, cái mà mình cho người ta phải hấp dẫn, phải đủ hấp dẫn thì người ta sẽ để lại email. Nghĩa là cái như bên này quay lại cái chỗ này này. Đó là cái phần đi chuyên sâu vào cái phần landing page số 1, free gift. Các bạn phải cho người ta một cái free gì đó mà người ta đủ hấp dẫn để người ta để lại email cho các bạn. Rồi, hiểu không? Hiếu Đình hiểu không? Ok, thì ngoài cái đó ra nó còn cái cách nào khác nữa không? Tại vì nếu mà khách hàng vô cái landing page số 1 này mà khách hàng mình không cho người ta một cái gì đó hấp dẫn thì người ta sẽ bỏ đi, giống như tại vì
Tại vì mình nghĩ nó phải là chỗ cái phần đó không, mà giống như là cái dạng, như là giống như là cái hình thức của cái trang mà landing page á, người ta nhìn quen rồi, hay là người ta đã gặp những cái trường hợp mà đã bị scam nhiều rồi á, thì người ta nhìn cái dạng cái trang nó nhìn nó quen quen kiểu đó thì người ta dễ bỏ qua, thì cái đó không biết là nó có phản tác dụng không. Nè, ban đầu sẽ cho các bạn thấy những cái landing page mà ClickFunnels làm nó rất là đẹp, các bạn không nhận ra luôn là cái đó là thêm hay không. Đây, ví dụ như vậy các bạn nhìn cái trang nó như vậy. Đó. Bạn nhìn cái trang nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Đó. Đó. Nè, ví dụ cái này không phải, nếu mình đi kiếm nha. Một trang đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn vô các bạn không thể nào các bạn nói là cái đó là nó scam được. À, hình như là em có thấy cái kiểu này rồi. Tại Bendy không có chia sẻ cái clip funnel của Bendy được, tại vì nó hơi riêng tư một chút, nhưng mà Bendy muốn kiếm cái nào đó nó thì quảng cáo luôn, chia sẻ luôn, bán sơ sơ bịch luôn. Đúng rồi. Đó, nó có sản phẩm. Đó, nghĩa là nó, các bạn nhìn các bạn thấy nó sẽ rất là đẹp. Nó nhìn rất là chuyên nghiệp chứ không có, chứ không phải là như cái trang này hồi nãy Bendy hơi ví dụ vậy đâu. Đó, ví dụ các bạn nhìn thấy một trang vậy không nè. Đó, một trang nó nói về yoga nè. Nó sẽ đi từ trên tuốt xuống dưới. Nhìn rất là chuyên nghiệp, đầy đỏ. Cuối cùng nó chỉ kêu mình để lại email thôi. Để mà lấy cái free course hay free gì đó. Nè, craft your click statement in 25 minutes using nè. Đó, vậy đó. Thấy không? Nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Đó, ví dụ như cái trang này, các bạn thấy trang này không? Đó, là trang bán về supplemental hay là cái tập gym powder đó. Nhìn từ trên cái dưới các bạn nhìn thấy rất là đẹp, không lý do gì mà các bạn mà nghĩ là trang scam chứ. Tại và make payment bằng PayPal nữa. Thì các bạn gì đâu có gì đâu mà các bạn phải sợ. Khi bên này thấy cái nào mà có PayPal bên này không có sợ. Đó. Rồi mọi người có thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Cái mình nghĩ là giống như cái mà nó hay đưa ra những cái quảng cáo để nó bán thêm á, cái đó nó hay làm cho mình giống như là nhiều khi cái món, ví dụ như cái trang đầu mình đã chấp nhận mình mua rồi, xong cái mình vừa lít ad vô, xong cái nó hỏi mua thêm mình thấy nhức đầu cái mình tắt luôn. Tại vì cũng có khi đúng không? Cũng có khi đúng không? Thì cái nó khai hơi bị rối cái đó. Tại sao mà mình chỉ muốn mua một cái thôi mà nó bắt mình mua nhiều quá, cái mình thấy nó rối sao cái mình tắt luôn. Mình hay vậy lắm. Nè, ví dụ như mình nói, ví dụ như các bạn mua một cái đồ đi chơi điện tử đi, ví dụ như một cái máy quay phim đi. Đó, bạn mua một cái nó giảm giá cho bạn 50%. Ừ. Cái nó kêu qua trang thứ hai nó kêu mua hai cái hay mua bốn cái. Đó, mình ghét vậy lắm. Nó giảm cho bạn gần 70%. Thì bạn nghĩ coi tại sao mình không mua bốn cái mà nó giảm thêm như vậy, thì chạy ra nó rẻ hơn mua một cái. Đúng không? Vì một cái Hiếu Nguyễn mua 90 đô mà hai cái Hiếu Nguyễn thấy hai cái cộng lại thì mỗi cái chạy ra có 70 đô, thì dù hai cái 140. Hiếu Nguyễn mua ba cái nó giảm xuống, họ cần như chạy gần cái có 60 đô, ba cái có 180. Đó. Thì khi mình cần mình nghĩ mình mua ba cái thì mình tặng cho người đó, lúc đó mình nghĩ tới cái lúc đó mình mua ba cái để làm gì đó, mình nói thôi khỏi mua. Đó, ví dụ vậy. Ví dụ như không, bán... như vậy thì là anh Hiếu là người shopper thông minh rồi. Không phải, nhưng mà ý là nó phải khéo léo ở trong cái khâu marketing đó. Đúng rồi. Đúng. Cái đó là phần khéo trong marketing. Nhưng mà cho nhưng mà dù bạn... anh tới mức đó rồi thì anh cũng đã cho nó email rồi. Thì anh rồi đã cho email rồi vậy. Đó, mà Nhưng mà vậy thì nếu mà như vậy á thì có nên là có một trang mà để chuyên lấy email, còn một trang là để để bán hàng thì, giống không thì nó cũng có cái hay của nó chứ. Nó mới có cái hay của nó chứ. Ý là em nói là để ra hai trang riêng biệt, ra một trang chỉ chuyên để lấy lead, còn trang thì để bán thiệt luôn. Đó thì cái click funnel nó có
tác dụng của nó là upsell vậy thôi, lấy email khách hàng và upsell ngay thời điểm đó hoặc là một thời điểm nào đó trong tương lai vậy thôi. Còn như các bạn bán trên Shopify hay các bạn bán trên Amazon trực tiếp á, thì các bạn không có dữ liệu khách hàng, các bạn không upsell được, ra là ra luôn checkout đó, nó khác là khác chỗ đó vậy thôi. Rồi mọi người có thắc mắc gì nữa không, có những câu hỏi nào mà cảm thấy phân vân không? Giống như Hiếu Nguyễn hay nói trên bán trên Amazon có cái sản phẩm mà Hiếu Nguyễn bán một cái giá ship có 4.99 mà Hiếu Nguyễn bán hai cái khách hàng trả hai lần 4.99 mà thật ra là hai cái mình bỏ vô một cái gói đồ. Hiếu Nguyễn thấy không? Thì cái clip funnel này nó cũng như vậy, ví dụ bán một cái nó giá là 4.99 mà khi Hiếu Nguyễn bán ba cái thì cái Hiếu Nguyễn sẽ giảm giá cho ta cái giá tiền đó, mà thật ra Hiếu Nguyễn xíu ba cái vô có một cái nó tính hết trong đó rồi đó. Thì đó clip funnel cũng là một dạng nó như vậy, nếu đi theo cái marketing, chiến lược marketing đó. Rồi okay. Mình thấy nó vẫn bán thiên về service hay là về book hay là về software thì nó hiệu quả hơn là về sản phẩm. Mọi người thấy đây là người ta để đây supplemental cũng rất là nhiều đó, supplemental đó có nhiều loại, tại vì cái người á mà tập gym á họ vừa mua cái bột powder, họ vừa mua cái thuốc uống luôn, cái vitamin hay cái thuốc gì đó, thì hai cái đó họ sẽ bán chung với nhau. Tại vì thường thường á tập gym nó có cái loại thuốc là uống trước khi tập và có loại thuốc uống sau khi tập, và trong thời gian tập thì nó có cái bột nước hay gì đó, thì đó lý do người ta upsell như vậy. Đó, mọi người hiểu không? Đó sản phẩm này nha. Giống như bên này nói ví dụ cái cần câu cũng vậy, có người bán cái lưỡi câu nhưng mà sau đó họ sẽ kèm bán cái hộp đựng mồi hoặc là họ bán thêm cái sợi chỉ của cái cần câu đó. Quan trọng là mình phải tìm, mình phải biết được cái sản phẩm mình nó có những cái sản phẩm mà nó có sự liên hệ với nhau để mình upsell, đó là điều quan trọng. Ok, mọi người có thắc mắc gì nữa không? Trai có câu hỏi gì về clip funnel không? Và cũng như mọi người thấy, nếu các bạn mà đại, doanh thu một năm là 1 triệu đô trở lên thông qua clip funnel thì các bạn sẽ được cái tấm bảng vàng tuyệt vời này. Có một chị ở trên Facebook hỏi là clip funnel mình mua ở đâu ạ? Vậy thì chắc funnel là lát hồi em share lại cái link tới clip funnel. Thì như các bạn thấy, nếu các bạn bán một năm các bạn doanh thu qua ClickFunnels mà các bạn được 1 triệu đô, các bạn show bằng chứng ra, người ta sẽ gửi cho bạn một cái bảng vàng như vậy. Và cái bảng vàng này giống như là Michelin của nhà trong nhà hàng vậy đó. Bảng này mà các bạn treo mọi nơi hay các bạn marketing mọi nơi là các bạn sẽ có rất là nhiều người ngưỡng mộ. Đó. Nhưng mà mình bán online mà mình treo ở đâu ta? Treo trên Facebook mình. Mình đưa Facebook lên cái store mình. Đó, mình bán online mà mình chỉ có kho thôi chứ nhỉ? Em có danh hiệu em muốn để đâu em để. Nhưng mà cái này giống như là cái Michelin của nhà hàng vậy đó. Các bạn đi đâu các bạn show cái hình này ra là người ta, cái người đối diện họ sẽ biết là bạn đang ở tầm nào. Vậy cho Hiếu hỏi, vậy mình có thể kết hợp cái thằng lead funnel này với website mình, chẳng hạn như mình có thể một tạo cái đường link nào đó trên cái website mình để lead qua cái web này cũng được. Đó. Được, không có gì hết. Mình lấy cái domain mình để cái domain xong mình để cái trang tên trang là SalePay hay bất cứ gì. Mình link qua cái link qua ClickFunnels đều được hết, không sao hết. Mục tiêu cuối cùng nó bên này tóm lại trước khi bên này kết thúc là mục tiêu cuối cùng mình có hai việc khi mình làm ClickFunnels là mình lấy email khách hàng để mình retarget trong tương lai, và cách hai là mình có khả năng mình upsell khách hàng để khách hàng mua nhiều sản phẩm cùng một lúc, chứ không chỉ đơn thuần mua một sản phẩm trên website. Đó là cái conclusion của training hôm nay. Ok, rồi mọi người có thắc mắc gì nữa không? Ok, mọi người có chia sẻ gì hay thích thì nhớ like trên training trên Facebook của group nha. Em có thể kết thúc em. Ôi dạ rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia. Thì nếu mà mọi người thích các video của nhóm thì có thể lên YouTube like và subscribe cho nhóm để nhóm có tinh thần có thêm nhiều video hữu ích hơn nữa.
Rồi thêm một cái nữa là anh chị nào mà muốn xin tất cả các bookmark mà các website mua hàng của anh Hiếu Tình thì cũng có thể gửi email về info@vietsellersupport.com. Em sẽ tổng hợp thông tin đó lại và anh Hiếu sẽ gửi ra được cái list tất cả các bookmark của anh Hiếu. Dạ rồi, ngoài ra thì chắc là hôm nay cũng đã kết thúc buổi training giữa tuần của mình. Cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia. Chúc mọi người ngủ ngon. Chơi good night mọi người. Ok. Cảm ơn mọi người.